chào cả nhà. Chị vỡ nắp tô ra đi, ngó xem ở trong có gì. Nước trong tô mì sao có màu không đẹp chị ơi. Chứ nên đắn đo chi nhiều, chị hãy dùng ngay mì đây. Cô có mì bật rầu sợi dai ngon vàng sáng, mới ra nấu liền, không cần phải trúng trước đâu. Xem tôm giá rau ngập tràn là người đây, nhà mình chuyển sang Cocomi Pro. Cocomi Pro, dai ngon, vàng sáng, không cần trụ. Cocomi.